Vâng, ngày hôm nay Xem Đam Mê lại tiếp tục về thêm cho quý anh chị chúng ta với một mẫu sedan hạng D, rộng rãi, tiện nghi, trang bị nhiều công nghệ, nhiều tính năng. Đặc biệt là khối động cơ của chiếc xe này thực sự mang lại cho chúng ta với một cái khả năng vận hành cũng rất tiết kiệm nhiên liệu đến từ thương hiệu Mazda của Nhật Bản. Vậy thì trước mặt các bác ở đây, showroom bên em mới cập bến đó chính là một mẫu Mazda 6 sản xuất năm 2018. Xe này của em là đăng ký lăn bánh lần đầu là tháng 3 năm 2019 các chị nhé. Một chủ từ đầu, lăn bánh đến bây giờ nó mới được có hơn 7 vạn tí thôi. Tất cả tình trạng của chiếc xe showroom bên em cam kết cho các bác là còn nguyên zin nguyên bản, bao check test chính hãng toàn quốc và cam kết bảo hành 1 năm sử dụng để quý anh chị chúng ta có thể yên tâm khi mà các bác lựa chọn chiếc Mazda 6 màu đỏ tuyệt đẹp này. Phiên bản này là bản 2.5, bản full cao cấp nhất. Và khi mới thì chủ nhân cũ đã phải bỏ ra cái mức giá ở thời điểm đó lên tới 1,2 tỷ. Còn bây giờ thì với một chiếc xe mà còn nguyên zin nguyên bản, cam kết không một lỗ nhỏ, mà giá để chúng ta bỏ ra để có thể sở hữu chiếc sedan hạng D này lại rẻ như là một chiếc Toyota Vios các anh chị nhá. Vậy chất lượng chi tiết của chiếc xe liệu nó xứng đáng để quý chị chúng ta bỏ tiền ra sở hữu cho mình ngày hôm nay không? Thì showroom bên em xin mời các bác có thể cùng dành một chút thời gian để theo dõi và đánh giá tổng thể chất lượng của chiếc xe này để xem nó có xứng đáng bỏ tiền ra hay không quý chị nhá. Mazda 6 thì nó là phân khúc hạng D rồi, có nghĩa là ngang ngửa với cả những chiếc Toyota Camry. Tuy nhiên thì các bác có thể thấy nếu như Camry cùng đời thì form dáng của dòng xe đó vẫn hơi giả dặn, thì với những chiếc Mazda 6 chúng ta có một kiểu dáng thiết kế rất hiện đại, thể thao và trẻ trung. Chúng ta có nắp capo kéo dài này, kết hợp với đó là những cái đường gân dập nổi trên nắp capo, kết hợp với mặt cản ca lăng thiết kế dạng mặt cười, đặc trưng của ngôn ngữ cô đô thể thao đến từ thương hiệu Mazda. Với phiên bản Mazda 6 thì chúng ta sẽ thấy xe được trang bị với bóng đèn bi projector, kết hợp xung quanh đó là những cái viền đèn LED định vị ban ngày. Một cái thiết kế mà phải nói là khá đẹp mắt đúng không ạ? Và chất lượng của một chiếc xe hàng tuyển đây nhé, con này thì bên em mới về thì lên sóng để cho các bác chúng ta tham khảo này. Các bác nhìn ra những đường mép đèn không một khe hở, hay đây, kể cả cái phần mép giữa thân xe, phần cản trước, các bác nhìn ra em này, nó phải thẳng tắp như kẻ chỉ như này nhá, không một tí cong vênh. Đấy ạ, xung quanh viền đèn các bác thấy cũng không khe hở nhá. Đó, chúng ta nhìn những chiếc xe đẹp được các bác nhìn qua là các bác thấy nó đã chất rồi. Đó, các bác chỉ nhìn ra em đi ạ. Ngoài ra thì đây, những cái đường mép trên capo các bác nhìn này, nó phải thẳng tắp và đều như kẻ chỉ như này. Đấy, thì chiếc xe là chứng tỏ không đâu đụng, không va chạm. Đó. Dù là một chiếc sedan hạng D nhưng chúng ta có thể thấy là kiểu dáng thiết kế của chiếc xe này thì vô cùng thể thao và rất là bắt mắt. Màu đỏ thì cũng là màu đẹp nhất của Mazda rồi đúng không ạ? Và các anh chị nhìn về em này, xe còn được trang bị chúng ta với cảm biến cảnh báo va chạm phía trước nhá. Đèn gầm của nó thì đã được trang bị là đèn LED. Và đây, hệ thống đèn pha bên phía lái thì các bác có thể nhìn về em này. Con này vừa về nhá, thì xe là em vừa mua được của dân. Thì ở đây là anh chủ là hơi quyệt nhẹ một chút xíu thôi. Cái này thì cho bắn tỉa một tí là ok hết cái chị này. Các bác nhìn ra em đường mép của nó đây. Đấy, thẳng tắp đều như kẻ chỉ các chị nhá. Chiếc xe này thì được trang bị cho chúng ta với một bộ la răng thể thao lên tới 19 inch. Đấy, lốp là chủ nhân cũng vừa thay cho các bác cả dàn lốp mới tinh xong nhá. Và các bác nhìn ra em này, một chiếc xe mà nó mới lăn bánh có 7 vạn này. Các bác nhìn cụm phanh bên trong, nó còn trắng phau phau như này. Đó, xe đúng chất hàng tuyển các bạn. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có xi nhan là giải đèn LED tích hợp trên gương chiếu hậu này. Những đường mép cửa các em cũng quay luôn này để cho anh chị chúng ta tiện đánh giá chất lượng xe này. Đó, và các bác có thể là ngắm tổng thể cái ngoại hình của chiếc Mazda 6 màu đỏ này giúp em nhé. Đó, một chiếc xe dài, rộng, trường xe. Thì chúng ta đi, thứ nhất là không gian nội thất nó rộng rãi, cái thứ hai nữa là xe nó bám đường, đúng không ạ? Nó không có cảm giác chồng chành như là những dòng xe khác. Đấy, và các bác có thể thấy là kể cả nhìn ngang như này thì kiểu dáng của chiếc Mazda 6 cũng rất là trẻ trung, với những cái đường gân dập nổi trên thân xe và những đường bo tròn thiết kế rất là mềm mại và trẻ trung. Toàn bộ viền chân kính thì các bác có thể thấy là nó lẹp chrome rồi. Đấy, để tăng cái độ sang trọng cho xe này nhá. Và tiếp tục đi về phần đuôi về sau thì các bác có thể thấy này. Đó. Cái form dáng của nó rất đẹp đúng không ạ? Hệ thống đèn hậu phía sau thì đây, các anh chị nhìn giúp em là nó cũng được trang bị với những cái chi tiết đèn LED thiết kế giống như là một con mắt vậy đúng không ạ? Và kết hợp với đó là đèn xi nhan, đèn halogen. Một cái thanh nan chrome kết nối giữa hai phần đèn phía sau của xe. Và phần cốp sau thì các bác có thể thấy là họ bo tròn và nó hơi cong lên một chút xíu, tạo cảm giác giống như là một cái đuôi gió vậy. Líp cản thể thao chủ nhân cũ cũng đã nâng cấp lên các bác này. Và đương nhiên là chúng ta sẽ có cảm biến cảnh báo va chạm phía sau. Đấy, bản này là bản 2.5 cao cấp nhất của Mazda 6 chị nhá.
2018 và đăng ký lăn bánh lần đầu là 2019. Đấy, tháng 3 2019 các bạn. Các bạn chị nhìn cho em này. Và bây giờ chúng ta bỏ ra cho em chưa đầy 600. Vâng, thực sự là quá rẻ rồi. Và chủ nhân cũ có thể nói là mất luôn 1/2 giá trị của xe. Nhưng mà bù lại thì người mua tiếp theo chúng ta tiết kiệm được nhiều tiền. Đó là giá trị của việc các anh chị chúng ta mua với một chiếc xe đã qua sử dụng, đúng không ạ? À, chúng ta tiết kiệm được rất là nhiều tiền so với cả xe mới. Nhưng quan trọng là các bác chúng ta phải tìm được một chiếc xe nó đảm bảo chất lượng. Và như bên em cam kết với các anh chị là bảo hành cho các bác 1 năm và bao trích test chính hãng toàn quốc nhé. Để các anh chị chúng ta có thể là yên tâm hoàn toàn. Đấy, sơ si nó chỉ có một vài vết xước nhỏ như vậy thôi. À, các bác phải ngắm tổng thể ngoại hình của xe này theo thời gian, nhưng mà phải nói là nó còn rất chất. Và bây giờ thì để giúp các chị chúng ta có thể đánh giá cái tình trạng chi tiết chất lượng trước Mazda 6 này hơn nhé, thì em sẽ quay các bác cái phần nội thất bên trong của xe, ok không ạ? Vâng, quý anh chị chúng ta có thể thấy là không chỉ có một cái ngoại hình trẻ trung, thì kể cả cái phần nội thất bên trong của mẫu Mazda 6 này nó cũng vừa cao cấp cũng như lại vẫn có cái nét hiện đại. Đấy, nó khác biệt hoàn toàn so với những chiếc Camry, đúng không ạ? Thì đầu tiên thì chúng ta có thể thấy là vô lăng của xe này thiết kế cũng rất đẹp mắt này. Đấy, các phím bấm logo các bác nhìn cho em này vẫn còn rất là mới nhá. À, trên vô lăng chúng ta sẽ có nghe thoại rảnh tay này, tăng giảm âm lượng này, điều khiển giọng nói này. Bên này các bác chúng ta có tính năng ga tự động cruise control. Đấy, cụm đồng hồ hiển thị rất là rõ nét nhá. Các bác có thể thấy cho em này, xe chạy zin 7.6 này. Được chưa ạ? 7.6. Đó. Đặc biệt cái xe này các bác có thể thấy này, nó có hiển thị tốc độ trên kính lái HUD này. Đấy, cái hiển thị này ấy, nó vừa hiển thị tốc độ lại vừa hiển thị cả cái giới hạn tốc độ trên cái quãng cung đường mà các chúng ta đang đi nhá. Nó tích hợp sẵn trên cái xe này rồi. Đấy, một cái tính năng phải nói rất là hay. Ở đây thì các bác có thể thấy là táp lô của xe thì họ sẽ sử dụng các chi tiết là nhựa mềm kết hợp với da nhá. Đấy, da này may chỉ là điểm nhấn này, viền cửa gió điều hòa hợp kim nhôm. Đấy, và các bác có thể thấy là cái thiết kế kể cả khu vực bản táp lô trung tâm của xe này rất đẹp này. Đây này, các anh chị nhìn cho em này. Đấy, ngoài ra chiếc xe này còn trang bị cho chúng ta cảnh báo lệch làn đường này. À, con này là còn có cả rèm điện nhé, bản full cao cấp nhất chúng ta có rèm điện đằng sau này. Đây ạ. Đấy, các bác thấy là chỉ bằng một nút bấm thôi. Đấy, nó có rèm sau giống như Camry vậy. Thực sự là về mặt công nghệ tính năng thì gần như chiếc xe này không hề thua kém so với những chiếc Camry đâu quý chị nhá. Và đây chế độ i-stop độc quyền của Mazda cân bằng thử chống chấm trượt. Và các bác có thể thấy ở đây chúng ta có đèn nổ start stop này, màn hình, các chi tiết cửa gió điều hòa, các chi tiết vân xước. Đấy, rất đẹp mắt đúng không ạ? Hệ thống điều hòa của xe thì được trang bị là hai vùng độc lập, đầu đĩa DVD này. Đấy, con này thì các bác nhìn cho em kể cái củ số nó còn mới tinh tình như này. Đó. Phiên bản này đã được trang bị phanh tay điện tử rồi nhé, chế độ lái sport và comfort thể thao. À, các lúm xoay ở đây cũng là bằng hợp kim nhôm, được chưa ạ? Và chúng ta sẽ có nội thất là ghế da lắp ba cao cấp nhé, các bác nhìn này. Đấy, cái này là ghế da cao cấp của nó này. Đó, rất là ok luôn đúng không ạ? Và giữa đục lỗ thông hơi thì chúng ta ngồi vào cảm giác nó sẽ mát, nó không bị bí và form ghế rất là thể thao đúng không ạ? Ghế da này nó rất là mềm, để các bác nhìn này. Ấn vào chúng ta thấy cái độ lõm của nó và ngồi vào cực kỳ là êm ái. À, trên này chúng ta sẽ có trần đỉ đen nhé và có cửa nóc. Đó, ngoài ra thì các chúng ta còn có gương chiếu chống chói tự động. À, ghế lái và ghế phụ đều chỉnh điện, mà riêng ghế lái thì sẽ có nhớ hai vị trí ghế. À, các chi tiết bản lề cửa thì đây, các anh chị nhìn cho em này, nguyên zin nguyên bản. Đấy, màu đỏ rất đẹp, màu đỏ thì hợp các bác mình hòa đúng không ạ? À, tapi cánh cửa thì các anh chị chúng ta thể thấy là họ cũng sử dụng các vật liệu như là nhựa mềm và phía dưới này là da nhé và may chỉ này. Đấy, xe được trang bị một kính auto, tay nắm cửa mạ chrome kết hợp với các chi tiết tay ở đây cũng là chrome luôn này. Đặc biệt là phiên bản này thì các bác thể thấy là hệ thống âm thanh của xe nó được trang bị loa Bose rồi. Đấy, cho chất lượng âm thanh nghe cực kỳ hay. Đó, cái này thì em lại không thể mở được cho các bác, thì các chúng ta có thể trải nghiệm. Đấy, anh chị nào quan tâm thì các bác có thể là xuống trực tiếp showroom bên em để xem xe nhé và trải nghiệm âm thanh xe này. Đấy, zin nguyên bản này. Đấy, từ các chi tiết các bác nhìn về, từ chốt khóa này, đấy, tem mác nhé, không thiếu cái gì luôn. Đó, rất đẹp luôn các anh chị ạ. Và tiếp tục thì với cái hàng ghế thứ hai thì đây, quý chị chúng ta có thể thấy là đây là một chiếc xe sedan hạng D nên chúng ta sẽ có cái không gian hàng ghế sau thực sự là rất là rộng. Các bác ngồi ba người lớn thoải mái, những cái chị nhìn cho em khoảng để chân dưới hàng ghế. Đấy, rất rộng luôn anh chị nhá. Ngoài ra thì đây chúng ta có cửa gió điều hòa này. Đấy, các chi tiết trần đây, đèn trần đây. Cực kỳ đẹp luôn các bạn. Đấy, con này thì không chê được về chất lượng nhá. Đó, xe rất nét luôn các bác này. Quá tuyệt vời luôn, đúng không ạ? Quá tuyệt vời luôn nhá. Táp lô tapi này. Nguyên zin nguyên bản. Đấy, ở đây chủ nhân cũ đang dán cái đề can carbon để bảo vệ nhé. Chúng ta bước ra bước vào nó tránh cái vết xước sát keo chỉ, các bác nhìn cho em này, không một cm là luôn, đúng không ạ? Đó, đó là cái phần hàng ghế thứ hai. Em mở luôn các bác cái cốp để các anh chị ta có thể thấy là cái độ rộng rãi này. Đây các anh chị nhìn cho em này. Đấy, cốp sau của xe rất là rộng, các bác tha hồ để đồ vali hành lý trên đi của mình.
Mà nếu muốn tăng thể tích cốp thì chúng ta có thể gập cái hàng ghế thứ hai lại đấy, thông qua cái lẫy này và độ zin nguyên bản các bác nhìn cho em từ cái vệt. Vâng, đó, các bác chỉ nhìn cho em là cái nỉ của cốp người ta giữ rất sạch đẹp, gần như không có vết bám bẩn. Phía dưới này thì chúng ta sẽ có lốp dự phòng các chị nhá. Đây, đặt cái này lên. Đây các bác thấy này. Đấy, đồ đạc kích thay thế gần như là chưa sử dụng luôn các bạn. Các bác nhìn cho em cái lốp dự phòng này, rất là đẹp. Đấy, tôn sắt xi nhá. Chút nữa thì em quay phần gầm thì các anh chị chúng ta nhìn rõ giúp em. Đấy, các chi tiết bên này cũng vậy này. Các bác nhìn cho em, nguyên zin nguyên bản. Và nguyên zin nguyên bản từ A đến Z nhá. Nói chung là không chê với đồ chất lượng các bạn. Và đây các chị nhìn cho em này. Đấy, rất sạch đẹp. Vâng. Bây giờ thì với cái tầm tiền dưới 600 thì tội gì các bác phải đi Vios làm gì, đúng không ạ? Đấy, đi con này nó vừa chất, vừa sang, vừa nhiều công nghệ. Đấy, rộng rãi, tiện nghi, lại còn tiết kiệm nhiên liệu, đúng không ạ? Đấy, đây các bác nhìn này. Đấy, từ cái ô tôn các anh chị thấy giúp em. Nguyên zin nguyên bản, máy đang nổ nhưng mà các anh chị có thể thấy máy nổ rất là êm. Đấy, ghế phụ cũng là chỉnh điện nhé. Và từ cái má ghế các bác nhìn giúp em này. Nét căng luôn. Đấy, tem mác nhé. Con này thì đây. Đấy, năm sản xuất 2018 nhé. Cuối 2018, đăng ký tháng 3 năm 2019. Đấy, nguyên zin nguyên bản. Đấy, các anh chị nhìn giúp em này. Đấy, tường lốp. Vâng, vậy thì đó là cái phần nội thất của chiếc xe này nhá. Đây các bác chị nhìn giúp em nốt cái bản lề này. Đó, các bác thấy đã ok chưa? Vậy thì bây giờ để giúp các chị chúng ta thể đánh giá cái tình trạng chất lượng chiếc xe kỹ hơn nhá, thì em sẽ quay cho các bác cái khoang động cơ để xem tình trạng nó ra sao. Vâng, vậy thì đây là khoang động cơ với cỗ máy 2.5 công nghệ Skyactiv của thương hiệu Mazda. Khối động cơ này thì nó chỉ tiêu thụ nhiên liệu rơi vào khoảng 7 lít rưỡi trong 100 km đường hỗn hợp các chị nhé, không quá nhiều đâu. Và các bác để thấy đấy ạ, máy này trắng phau phau nhá, và máy nổ cực kim. Đương nhiên con này thì bao zin bắt từ doang thần cò, các bác nhìn cho em từ nốc không một tì vết dạ của phát này. Đấy, cái hai là các chị nhìn cho em cái đầu răng này, cái lỗ tròn vuông vắn của nó này. Đấy, ốc cabo nhá. Đấy, cho đến tấm nỉ cái gầm này. Đấy, hay là cái chi tiết các bác nhìn cho em này. Đó, như này thì các chị đã thấy là chất lượng xe nó đã yên tâm chưa. Đấy, máy này. Vâng, quá ok luôn đúng không ạ? Vâng, vậy thì trên đây là chất lượng chi tiết của mẫu Mazda 6 2018 phiên bản full 2.5 đang có mặt tại xe Đam Mê. Và mức giá hiện tại ngày hôm nay showroom bên em đang chào bán ra cho mẫu xe này với con số chỉ có 585 triệu. Đấy, ngang ngang con Vios G đúng không ạ? Quý anh chị đã có thể sở hữu cho mình chiếc xe rất chất lượng này. Vậy thì quý anh chị nào yêu mến quan tâm thì xin mời các bác chúng ta có thể ghé qua địa chỉ xe Đam Mê hiện nay ở 175 đường A Định, thành phố Hải Dương, hoặc những máy alo cho bác Phúc theo hotline là 0935323333 để bên em hỗ trợ tư vấn về các thủ tục mua bán sang tên đổi chủ với chiếc xe này anh chị nhé. Và một lần nữa thì quý chị quan tâm thì xin hãy cùng lán lại để chúng ta đi đến phần gầm của xe này để đánh giá một cách toàn diện nhất chất lượng của chiếc Mazda 6 mà showroom bên em đang có tại đây. Vâng, tại sao mua xe qua sử dụng thì các bác cứ phải xem phần gầm các bác nhé. Em quay để các bác hiểu rõ lý do. Hôm nay trời hơi mưa thì nó hơi ồn các bác nhé, các bác thông cảm. Đây, và tại sao xe mà Đam Mê về rất công phu để quay gầm mà không có chỗ nào quay cho các bác, thì các bác có thể thấy nhé, từ đáy cắt te này, từ dòng đỏ này, từ con ốc này, không bị tháo vạn zin hết này. Đấy. Máy này, khô giòn này, ra máy rất trắng sáng nhé, và mới này. Đấy. Và từ con ốc đây giòn keo này, zin hết nhé. Này, ốc này, con nhìn này, con xe này. Và về thì bao giờ em cũng rửa nước nã phun đi cho nó sạch đất cát sau quay cho các bác này, như này. Để các bác yên tâm, ở xa cũng định hình được cái xe nhé. Chân đúc máy này, zin hết này. Được chưa? Đấy. Còn đây, ở đây những ràng đỡ ghét nước này. Đây nhé. Lỗ này tròn ve, tất cả là mọi thứ này chuẩn nhé, không sợ bị va chạm nhé. Đầu rắc xi này các bác này. Đấy, chuẩn nhé. Đấy, vào đây nữa, đầu rắc xi này. Đấy, thấy chưa? Chuẩn nhé. Đấy. Như thế thì yên tâm, củ phanh này. Đấy, nó mãm bám đất cát thôi. Đấy, càng này. Zin này. Đây nước nã vẫn chảy nhá. Không có bác này bảo em sơn. Nước như này thì không phải sơn được. Đây nhá. À. Chuẩn nhá, chuẩn hết nhá. Đấy. Đấy là những cái lý do. Đây các bác nhìn này. Đấy, chi tiết của xe nhá. Và gầm đây. Thì cái gầm này, những cái tấm nhựa phủ gầm thì các bác nhìn này. Nó không bị xước xát, không bị gãy vỡ, có nghĩa là nó không bị cọ quẹt gầm. Đây ạ. Đó, được chưa? Và chúng ta đi vào xem phần bô nhá. Này, bô này. Những cái tem còn này. Đấy, những cách nhiệt này. Bô này. Đấy, bao bô lê này. Phẳng căng này. Đấy, được chưa? Bao bô lê nhá. Đấy, tất cả bao bô lê này. Nhìn, các bác nhìn này, từ đinh bấm này. Zin hết nhé, thì không sợ bị sập gầm va chạm nhé. Đấy. Lốp thì lốp mới này. Đây này, khe lốp nhìn trực diện mới biết được. Bô này. Đấy, được chưa? Đây, các bác nhìn này, càng ngà này, tất cả mọi thứ này. Từ con ốc này, zin hết nhé. Đấy, và bô sau này.
Đấy, còn rất là mới đúng không ạ? Rất là mới. Vào đây, đầu giá xi cuối cùng này cho các bác xem này, để các bác không sợ va chạm nhé. Đây, đầu giá xi này, cái ô tô cạnh này. Đấy, chuẩn nhá, đây này, cái này sơn phủ gầm hết rồi. Cái đường keo này, răng sau này. Đấy, chuẩn hết các bác đấy. Đấy, nghe chưa? Vào đầu giá xi này, các bác thấy đây. Đấy, là chuẩn lên những ô tô mép này. Đấy, các bác xem như thế này thì có nghĩa là chiếc xe nó rất an toàn. Phần cứng nhé, khung gầm máy móc toàn bộ bên dưới như thế này là rất an toàn rồi. Đấy, thì các bác ở xa cũng định hình luôn được. Đấy, tiền nào thì của ấy thôi các bác ạ. Quan điểm là rõ ràng. Mình làm lỗi thì báo lỗi, có tiền lỗi. Zin, có zin, báo giá zin. Đấy, chứ không phải lỗi báo zin được. Nên tại sao mà tôi làm ấy là rất là kỹ để bảo vệ người tiêu dùng. Quan điểm của tôi là rất rõ ràng. Đấy, thì các bác cũng lưu ý giúp. Đấy, với xe đam mê là như vậy. Cảm ơn các bác đã theo dõi nhé.